không? Con ơi, con ơi, không. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Đừng chết, đừng chết. Thủ lĩnh ơi, căn bệnh dịch đó đang giết chết từng thành viên trong gia đình của chúng ta. Hãy tìm cách nào đó ngăn cản nó lại đi. Tại sao ông trời lại không thương loài rùa của chúng ta chứ? Số lượng đã chết gần hết rồi, bây giờ lại tiếp tục chết. Được rồi, để tôi tới hỏi rùa trưởng lão, ông ấy biết rất nhiều. Đây, rùa trưởng lão ơi. Tôi mệt quá, có lẽ tôi nhiễm thứ bệnh đó rồi. Tôi xin lỗi, tôi không thể cùng mấy người tiếp tục di chuyển được nữa. Không, không. Ngay cả rùa trưởng lão to lớn nhất, sống lâu nhất mà còn bị nhiễm thứ bệnh này nữa hay sao? Tôi không để cho ông chết đâu. Ông chết rồi làm sao một mình tôi có thể gánh vác được gia đình rùa đây, rồi chống lại những kẻ thù to lớn nữa chứ. Ngài, ngài đừng buồn nữa thủ lĩnh. Từ nhỏ tôi có nghe ở phía nam có rất nhiều loại rùa, trong số bọn chúng có một vài con tu tiên và đã đắc đạo. Ngài hãy nhanh chóng đến đó nhờ lũ rùa tiên đó giúp đỡ. Hy vọng phép thuật của bọn chúng sẽ xóa được thứ dịch bệnh đây. Được rồi, tôi đi ngay, tôi đi ngay. Mấy em rùa cái à, hãy ở nhà giúp anh quản lý gia đình. Hả? Anh đi, sẽ quay về. Chồng đi bảo trọng, nhớ đừng có gặp rùa cái rồi mê không hết việc nghe chưa. Xin chào mấy bạn, hôm nay tôi là một con rùa gai thủ lĩnh và lúc nãy là gia đình của tôi. Chúng tôi sống rất là hiền hòa, thường xuyên ăn chay niệm Phật, lâu lâu còn đi nhà thờ cầu nguyện nữa. Vậy mà ông trời đã cho gia đình của chúng tôi gặp một cơn đại dịch vô cùng kỳ lạ, khiến cho tất cả các thành viên hầu như đều chết hết. Ngay cả con trai của tôi cũng không thể nào qua khỏi. Tình hình quá cấp bách, tôi cũng đã nghe theo lời của trưởng lão rùa, tức là một con rùa to lớn nhất và sống lâu năm cũng như biết nhiều nhất trong đàn của chúng tôi, bảo tôi hãy nhanh chóng đi về phía nam để tìm rùa tiên và cầu mong bọn họ giúp đỡ loài của chúng tôi. Tôi cũng đã cấp tốc và đi liên tục nhiều ngày, nhiều năm, nhiều tháng. Cuối cùng tôi cũng đã tới được phía nam. Đây, đây, anh bạn rùa cái ơi. Hả? Hãy lại đây. Ai vậy? Hãy lại đi. Kẻ nào vậy? Sao mình ngó không thấy ai hết? Không lẽ là ma hay sao? Thôi thôi, đi lẹ. Đừng sợ, ta cũng là một con rùa tốt đây. Ta bị nhốt ở một cái bia đây nè. Hả? Phía trước mặt của ngươi đó. Hãy tới đây đi. Hãy tới đây, giải phóng cho ta đi. Tiếng, tiếng nói đó phát ra trong cái bia này. Thật quái lạ, không lẽ mình đã gặp thần tiên? Nhưng mà không đúng, không đúng. Thần tiên sao lại ở một cái nơi kỳ quái thế này? Không lẽ nơi này là nơi giam cầm ma quỷ hay sao? À, không, không, ta không phải là ma quỷ đâu. Ta là một con rùa tốt bụng. À đúng rồi, ta là rùa thần tiên. Ta bị kẻ xấu phong ấn vào nơi đây. Người hãy tới mở phong ấn đi, ta thoát ra ngoài, ta sẽ làm mọi thứ mà ngươi muốn. Hả? Có thật không? Ngươi có thể làm được mọi điều mà ta muốn hay sao? Tất nhiên được. Hay quá. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi nơi này. Cuối cùng ta cũng được ra ngoài. Ta đợi ngày này mất bao lâu rồi. Thật là thoải mái, thoải mái quá đi. Sao, sao mà hắn to thế nhỉ? Mình phải đi ra xa để hắn thấy mình mới được. Này, đây, tên rùa kia, ta thả ngươi ra rồi đó. Ngươi phải thực hiện lời hứa của mình, phải giúp đỡ ta. Giống loài của ta đang bị một thứ dịch bệnh, làm ơn hãy cứu chúng ta với. Ồ thế à, vậy thì các ngươi hãy tận hưởng cái chết từ từ đi. Hả? À, hay là ta giúp các ngươi chết nhanh thêm một chút. Không kịp, tên rùa khổng lồ lừa đảo. Ngươi mà là rùa thần tiên gì, ngươi là ác quỷ, đàn bà con gái bê đê lẻo cái gì ngươi cũng không tha. Mày cầm mồm đi. To gan, ngươi dám phỉ báng ta, ta sẽ nghiền nát ngươi. À khoan, như vậy thì quá dễ dàng với ngươi.
Bây giờ ta sẽ biến ngươi thành một con rùa giống như ta, để cho ngươi tận hưởng cái cảm giác của ác quỷ là như thế nào. Mình vẫn chưa chết, nhưng mà sao người mình khó chịu thế này? Trời đất ơi, sao cơ thể của mình đen thui trông gớm ghiếc vậy? Mình không thể nào điều khiển hoàn toàn cơ thể của mình được. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Con rùa kia, ông cút khỏi đây! Không, hãy dừng lại đi, hãy dừng lại! Bởi người ta, có một con rùa điên, nó tàn sát kìa, chạy đi! Không, thưa các bạn, một chuyện kinh hoàng đã xảy ra với tôi khi tôi giải phóng cho một con quỷ rùa khổng lồ. Nó đã biến người tôi trở nên to hơn, nhưng trông có vẻ hắc ám và vô cùng tàn độc. Sau khi chuyển đổi, cái thân xác ác độc của tôi, nó liên tục tấn công vào những sinh vật vô tội khác, tàn sát, đẫm máu mà không hề thương tiếc. Không, dừng lại đi! Sao tôi không thể điều khiển cơ thể của mình được nữa như thế này? Không, hãy chạy đi, tránh xa tôi ra! Dừng lại đi, đừng như vậy nữa mà! Tại sao loài rùa của chúng tôi lại phải gánh thêm cái tội nghiệp kinh khủng này nữa? Không! Hãy giết tôi đi! Ai đó hãy giết tôi đi! Con rùa chết tiệt kia! Tại sao ngươi lại tàn sát những sinh vật vô tội ở khu vực rùa tiên của ta cai trị chứ? Ông là rùa tiên hay sao? Đúng vậy! Hãy giết tôi đi! Hả? Đã có chuyện gì xảy ra với ngươi? Tôi bị một con quỷ rùa khổng lồ không chế, nó biến cơ thể tôi trở nên tàn độc như thế này. Tôi đã tự tàn sát những sinh vật vô tội khác mà tôi không kiềm chế được bản thân của mình. Cái gì chứ? Một con quỷ rùa khổng lồ à? Rõ ràng ta đã phong ấn nó vào một cái bia mấy ngàn năm nay rồi mà. Nó dụ tôi, sau đó nó bảo tôi thả nó ra, nó sẽ giúp tôi. Nhưng thật không ngờ nó lại biến tôi thế này đây. Hãy giết tôi để đền tội đi. Được rồi. Tôi chưa bị tàn sát hay sao? Sao tôi thoải mái thế này? Trời đất ơi, tôi có thể tự điều khiển cơ thể của mình rồi. Nhưng khoan, sao tôi bự hơn? Trông tôi lấp lánh với một cái giáp hoàng kim đẹp thế này. Rốt cuộc chuyện này là sao hả rùa tiên? Ta cảm nhận được ngươi là một con rùa tốt. Chẳng qua ngươi bị quỷ rùa lợi dụng mà thôi. Được rồi, ngươi thả con quỷ rùa ra thì chỉ có ngươi mới diệt được nó mà thôi. Do vậy ta giúp ngươi đạt được một trạng thái rùa á thần. Bây giờ thì số phận của ngươi sẽ tự do ngươi định đoạt. Hãy mau nhanh chóng tìm con quỷ rùa đó và tiêu diệt nó đi. Nhưng mà nó mạnh lắm, làm sao tôi đánh lại nó? Ngươi quên rằng ngươi đang có cơ thể của rùa á thần à? Với lại con quỷ rùa đó vừa mới giải phong ấn nên còn rất yếu. Phải nhanh lên, càng kéo dài nó hồi phục sức khỏe thì ngay cả ta cũng không thể chống lại đâu. Đi đi! Tôi biết rồi! Nhưng mà tìm con quỷ rùa đó đâu chứ? Ôi trời đất ơi, thế giới này rộng lớn, biết đi đâu? Mình bây giờ đã trở thành rùa á thần rồi. Chắc chắn trong người của mình đang chảy một dòng máu có thể kháng lại mọi bệnh tật. Hay là mình nhanh chóng quay trở về quê nhà để cho những con rùa gia đình của mình hút máu mình, xóa đi bệnh dịch đang hoành hành. Đúng rồi, nhanh lên nào, về nhà thôi. Là một con rùa khổng lồ, ngươi là ai vậy? Đừng sợ, mọi người hãy bình tĩnh. Là tôi đây, rùa thủ lĩnh đây. Tôi đã học được phép tiên và trở thành á thần rồi. Rùa trưởng lão và tất cả mọi người, hãy lại đây, mau hút máu của tôi đi. Bệnh dịch sẽ được xóa bỏ, nhanh lên. Hay quá, mọi người ơi, mau hút máu của rùa thủ lĩnh nhanh đi. Nhanh lên đi mọi người. Hút thôi, tại sao mọi người lại cắn vào thịt tôi vậy? Đau quá. Chúng
Đau quá, đau quá. Mọi người mau nhả ra đi. Dừng lại đi, dừng lại đi. Người cảm thấy có thú vị không? Bị chính đồng loại của người ăn thịt người. Chết tiệt, chết tiệt. Là tiếng của con quỷ đồ. Ngươi ở đâu? Thì ra là ngươi đang phù phép lên đồng loại của ta. Hàng chi đồng loại ta không khống chế được bản thân của mình, y chang như ngươi đã làm lần trước đó với ta. Ồ, thì ra là ngươi à. Ngươi ngay bản thân có thể nhận ra ta và tìm được chỗ ta ẩn nấp thế này đây. Tên khốn kiếp, ngươi câm mồm đi. Ngươi định biến ta thành một con rùa tàn bạo, tàn sát sinh vật khác. Nhưng may mắn ta gặp được rùa tiên. Rùa tiên đã giúp ta như thế này đây. Đến lúc rồi, xuống địa ngục đi. Cái gì? Ngươi được tên rùa tiên nó giúp đỡ. Nhưng ngươi tưởng rằng ngươi giết ta là dễ sao? Ngươi quên rằng chính ta giải phóng ngươi ra thì ta sẽ là người xóa sổ ngươi. Chết đi. Không. Cuối cùng mình đã làm được rồi. Hả? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Wow! Trời đất ơi, mình to lớn khổng lồ rồi. Khoan, sao hình dạng này quen quá vậy? Trời đất ơi, mình đã trở thành một con rùa tiên. Hay lắm, hay lắm. À, đúng rồi, mình sẽ xóa đi dịch bệnh cho đồng loại của mình. Mọi người hãy tập trung lại đi. Nhìn kìa, nhìn kìa, thủ lĩnh của chúng ta đã trở thành thần tiên rồi. Hay quá, hay quá. Hả? Dễ chịu quá, tôi hết bệnh rồi nè. Cuối cùng tôi đã cứu được gia đình rùa của mình rồi. Nhưng khoan, giờ tôi đã là rùa thần tiên rồi. Tôi không mãi ở nơi này được. Còn rất nhiều sinh vật khác đang cần sự giúp đỡ của tôi. Cứu chúng tôi với, rùa thần tiên ơi. Có chuyện gì vậy? Có một con khủng long tay tành. Nó bị điên rồi thì phải. Nó đang giảm nát chúng tôi kìa. Cứu. Được rồi. Các bạn cứ yên tâm, tránh qua một bên đi, tôi sẽ xử lý nó. Sao thứ này quen thuộc quá vậy? Không lẽ là tàn dư của con quỷ rùa lúc nãy đã biến một con khủng long to lớn trở thành một con khủng long tàn độc, không khống chế cơ thể của mình lại tiếp tục để tàn sát hay sao? Có lẽ là như vậy rồi. Nhưng không sao, bây giờ đã có rùa tiên ta đây ở đây thì mọi ác quỷ, mọi kẻ xấu sẽ bị ngăn cản. Chết đi. Được rồi, tất cả mọi thứ đã trở lại yên bình rồi. Vâng, tôi từ một con rùa thủ lĩnh nay đã biến thành rùa tiên. Tôi lại có một công cuộc mới, một nhiệm vụ cao cả lớn hơn, để bảo vệ những sinh vật yếu đuối bằng phép thuật của mình. Và đến đây là toàn bộ nội dung giải trí của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.